Lưu Viêm thản nhiên cười, khẽ nhìn Tào Dĩnh. Hắn tự nhiên biết giờ phút này, cho dù chủ động rời khỏi, Diệp gia cũng đã thuận lợi duy trì danh ngạch trong Ngũ Đại gia tộc. Nhưng đối phương lại xem như mọi việc đều đã định. Nếu rời khỏi như vậy, thật ra có vẻ mất nhuệ khí. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng cực kỳ hứng thú đối với Tào Dĩnh, người được xưng tụng sẽ đứng đầu đan tháp trong tương lai. Hắn biết Tào Dĩnh cũng sẽ tham gia đan hội, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ là kình địch của mình. Nếu bây giờ giao thủ với nàng thì có thể miễn cưỡng thăm dò năng lực của đối phương ít nhiều, đến lúc đó không đến nổi, không kịp trở tay. Đương nhiên, so đấu linh hồn được tự nhiên không thể đại biểu thuật luyện dược cường hãn hay không, nhưng có thể đại khái hiểu biết được vài thành được thực lực của đối phương. Cuối cùng, do đủ loại nguyên do như vậy, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không chủ động bỏ cuộc. Vì vậy, hắn phải tiếp nhận sự khiêu khích lần này của Tào Dĩnh một cách sảng khoái. Trong lòng đã quyết định, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Dĩnh nói: "Tào Dĩnh tiểu thư, mời." Nghe vậy, nét cười của Tào Dĩnh càng thêm quyến rũ, nàng che miệng cười duyên rồi nói: "Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên khí độ phi phàm. Chẳng qua một khi đã như vậy, tiểu nữ chỉ có thể là bêu xấu một phen." Tiếng cười khẽ từ từ hạ xuống, ngọc thủ thon dài của Tào Dĩnh chậm rãi lộ ra, chợt kết thành một thủ ấn kỳ dị. Khi thủ ấn thành hình, Tiêu Viêm có thể cảm giác được một luồng linh hồn lực mênh mông bàng bạc đang hình thành bên trong bàn tay ấy. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một thủ ấn như ẩn như hiện từ trong không gian vặn vẹo. Tiêu Viêm chú mục nhìn kỹ thủ ấn của Tào Dĩnh rồi chợt khẽ cau mày, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái. Thủ ấn này có thể điều động linh hồn lực đã ngưng tụ, hơn nữa tạo nên hình dạng rất thật để công kích. Hắn có thể cảm giác được linh hồn lực hội tụ trên thủ ấn của nàng cũng là không mạnh hơn bao nhiêu so với linh hồn phượng hoàng trước kia. Nhưng uy lực của hai lần này lại chênh lệch quá lớn. Nói cách khác, thủ ấn kỳ dị này của Tào Dĩnh do linh hồn lực ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa còn được tăng phúc. Hiệu quả như vậy dường như giống với đấu kỹ. Viễn cổ luyện dược sư có thể phát huy uy lực linh hồn tới mức nào nhất? Thậm chí đủ để so sánh với một số đấu kỹ cường đại. Loại thủ đoạn này viễn cổ luyện dược sư gọi là hồn kỹ. Ngọc thủ nhỏ bé của Tào Dĩnh vẫn duy trì thủ ấn kỳ dị, hướng về phía Tiêu Viêm nhoẻn miệng cười nhẹ giọng. Hiện giờ phần lớn hồn kỹ đều đã tuyệt tích, nhưng hồn kỹ ta thi triển lại là một loại vẫn còn tại thế, bởi vậy uy lực không kém, người phải cẩn thận. Hồn kỹ. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm thầm rúng động, chợt đưa ánh mắt cháy bỏng nhìn ngọc thủ Tào Dĩnh vẫn đang duy trì mà thủ ấn kỳ dị kia. Hắn từng nghe Thiên Hỏa Tôn Giả nói về thứ này, chẳng qua điều làm hắn hoài nghi là, theo lời Thiên Hỏa Tôn Giả, hồn kỹ là phương pháp tu luyện linh hồn, mà hồn kỹ cho Tào Dĩnh đang thi triển rõ ràng là phương pháp công kích linh hồn, không dùng để tu luyện. Chẳng lẽ hồn kỹ này cũng chia làm hai loại công kích cùng tu luyện? Tiêu Viêm thầm than một tiếng, e rằng chỉ có thể dùng lý do này mới có thể giải thích một cách thuyết phục tình huống hiện tại. Bất quá hắn cũng vô cùng thèm khát thủ ấn hồn kỹ này của Tào Dĩnh. Dù sao có được thứ này thì uy lực linh hồn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với hắn mà nói cũng là một thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt. Hồn kỹ giống như một loại đấu kỹ. Nếu cường giả tu luyện đấu khí mà không có đấu kỹ, khi giao chiến chỉ có thể dựa vào đấu khí hùng hậu của bản thân. Nhưng khi cùng với người có đấu kỹ chiến đấu, tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi. Hiện giờ Tiêu Viêm đang đối mặt với tình huống như vậy, Tào Dĩnh có được hồn kỹ, có thể phát huy uy lực linh hồn tới mức cao nhất, nhưng hắn lại chỉ có thể dựa vào linh hồn lực bàn bạc để chống đỡ. Nếu so sánh, thua thiệt là tự nhiên. Ánh mắt Tiêu Viêm cắt cao nhìn chằm chằm thủ ấn kỳ dị của Tào Dĩnh, bộ dáng kia giống như chuẩn bị ghi nhớ kỹ càng trong đầu. Vừa cảm nhận được ánh mắt Tiêu Viêm, khóe miệng Tào Dĩnh khẽ nhếch, thủ ấn chợt biến hóa nhanh như chớp và vô cùng thần tốc, làm người ta sinh ra ảo ảnh hoa cả mắt, đồng thời một tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng vang ra. Hồn huyền chưởng ấn. Tiếng quát vừa buông, linh hồn lực bàn bạc trên ngọc thủ Tào Dĩnh nháy mắt đã ngưng tụ, một đạo linh hồn thủ ấn lớn sắp xỉ bàn tay như chớp bay vụt ra, liên tục xé rách không gian trước mặt thành một khe hở đen nhánh. Linh hồn thủ ấn tuy vô hình nhưng áp lực khác thường này cũng làm cho người ta hít thở không thông, mặc dù cách thật xa. Đối với chiêu này của Tào Dĩnh, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, tự nhiên không dám chậm trễ. Lực lượng linh hồn bàn bạc từ mi tâm bùng phát ra, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ thành một linh hồn cự quyền. Mạnh mẽ công kích linh hồn thủ ấn đang đánh tới. Bang bang, linh hồn cự quyền và thủ ấn trong nháy mắt đã va chạm vào nhau ầm ầm, thổi bùng lên từng cơn gió lốc dữ dội vô hình như sóng cơn khuếch tán ra bốn phía. Trên sàn quảng trường lúc này phát ra một đạo kinh khí cuộn sóng làm cho những phiến đá lót sàn cứng rắn nổ ầm ầm rồi vỡ tung thành từng mảnh nhỏ bắn tứ tung trên mặt đất. Hai chiêu va chạm, Tiêu Viêm cũng bị khí kình vô hình kia kinh khủng chấn bay về phía sau chừng 10 thước mới chậm rãi trụ lại. Giờ phút này hắn chỉ còn cách phạm vi của sợi hồng tuyến không đến 10 trượng. Lại đến,
Lần đầu tiên giao thủ chân chính, Tiêu Viêm đã rơi vào hạ phong không thể nghi ngờ, nhưng trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ bất khuất không hề từ bỏ, ngược lại còn mạnh mẽ ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tào Chỉnh chằm chằm. Nhìn thấy Tiêu Viêm gần như lui về phía sau cả chục bước nhưng lập tức chống đỡ một chân của mình. Đôi mắt đẹp trong như nước mùa xuân của Tào Dĩnh cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Nàng biết rất rõ ràng uy lực của một chưởng kia của mình. Mặc dù là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, muốn tiếp được cũng không dễ chịu lắm, nhưng Tiêu Viêm lại làm được. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, nó không chừng đang hội lần này, hắn cũng như đang thuần kia là kình địch của ta. Đồng tử chợt lóe sáng, nét cười trên gương mặt Tào Dĩnh càng động lòng người. Nàng vốn có tính tình cao ngạo và hiếu thắng trời xanh, điều lúc ao ước không thiên hạ vô địch thủ, mà chính là gặp được một người có tư cách làm đối thủ của nàng. Đàn thần có thể tính là một, nhưng nha đầu này ngày thường bị đăng gia che giấu thực lực, lúc nào cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù có đại sự gì đi nữa cũng sẽ không rời khỏi đăng gia. Bởi vậy, hiện giờ gặp được Tiêu Viêm thật ra là vô cùng ngứa tay rồi. Khẽ hít một hơi, bộ ngực đầy đặn nhún nhảy theo hơi thở. Đôi tay Tào Dĩnh hiện ra chợt vặn tréo lại, kết xuất thành một thủ ấn kỳ dị, biến ảo nhanh như thiểm điện rồi tách ra. Theo thủ ấn biến hóa, tường đạo linh hồn lực bàn bạc bắt đầu lượn lờ giữa song chưởng của nàng. Một uy áp linh hồn khác thường làm cho sắc mặt không ít người trong đại điện biến đổi kịch liệt. Những người đang ngồi đây, dù cũng không phải thường nhân, nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy những nhân vật có thể vận dụng linh hồn lực đến trình độ này. Dù sao, thời đại hiện giờ, tu luyện đấu khí mới là chủ lưu. Còn loại tu luyện linh hồn huyền diệu khó giải thích này chỉ là phối hợp gia tăng đấu khí mà thôi. Vì vậy, thế Tào Chỉnh có thể đạt đến trình độ linh hồn bực này. Trong lòng bọn họ cũng có cảm giác kinh hoảng không nói nên lời. Ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Viêm nhìn thủ ấn biến hóa của Tào Dĩnh như đóng đinh, nhưng trực tiếp thoát khỏi uy áp linh hồn. Trong con người đen nhánh, bỗng chậm rãi dâng lên hai luồng hỏa diễm xanh biếc. Lúc này, hỏa diễm bốc lên, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện thủ ấn tung bay như thiểm điện của Tào Dĩnh trong chốc lát lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Thủ ấn kỳ dị của nàng, người bình thường nhìn xem là danh kỳ diệu, lại làm cho Tiêu Viêm trong giây lát có loại ngộ đạo quán đính. Hiện tại, năng lực điều khiển linh hồn của Tiêu Viêm cũng đạt đến một trình độ khá cao. Mà hồn kỹ chính là kỹ năng dùng linh hồn lực ít nhất nhưng phát ra lực lượng cao nhất. Trước kia không có ai giải thích được điều này cho Tiêu Viêm, nhưng hôm nay thấy được Tào Chỉnh thi triển hồn kỹ mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Chuyện này giống như là mở ra cho hắn một bầu trời mới, vốn trong quá khứ đã bị kỹ năng thi triển linh hồn mê hoặc rất nhiều. Thì lúc này cũng lặng yên học trộm, Tiêu Viêm không thiếu linh hồn lực, cái mà hắn thiếu chính là chìa khóa mở ra bảo tàng. Phanh! Thủ ấn Tào Dĩnh nhanh như chớp biến hóa rồi đột nhiên ngừng lại. Hiện tại hai tay của nàng vẫn duy trì một loại ấn kết quỷ dị, người bình thường xem qua cũng chỉ là một đầu đầy nước. Bởi vì loại ấn ký này hoàn toàn không có nửa điểm liên hệ với các loại đấu kỹ thủ ấn. Thủ ấn kết thành, trên gương mặt Tào Dĩnh chợt hiện ra một nụ cười khẽ, chợt tả thủ ấn đột nhiên đẩy nhẹ ra. Đôi tay vừa động, một chưởng ấn bàn bạc giống như là một mảnh hổ hạ sơn dữ dội lướt ra, mang theo tiếng hổ gầm trầm thấp vang vọng ầm ầm bên trong linh hồn của tất cả những người ở đại điện. Vô hình chưởng ấn bàn bạc tại bên trong hai mắt Tiêu Viêm nhanh chóng phóng đại, mà đầu tóc lẫn quần áo lúc này cũng bị thổi không ngừng bay về sau. Sàn đá trước mặt đã hóa thành vô số mảnh vỡ, chứ hàng loạt âm thanh rắc rắc đã gần như là bị chấn thành một đám tro tàn. Wow! Chưởng ấn càng lúc càng trở nên khổng lồ trong nháy mắt, đồng thời một tiếng hô trầm thấp mạnh mẽ cũng vang lên từ trong miệng Tiêu Viêm. Hắn biến quyền thành chưởng, sau đó các ngón tay nhanh chóng chuyển động, đột nhiên kết xuất thành một thủ ấn, nhưng nhìn qua vẫn chưa mạch lạc. Ấn ký vừa mới kết, chưởng ấn bàn bạc đã ập tới, oanh kích chợt thật mạnh trên thủ chưởng của Tiêu Viêm. Bang, bang, vô hình âm ba giống như là sóng thần bùng phát ra, đẩy mạnh Tiêu Viêm đang xếp bằng lùi lại. Thân hình cày xuống mặt sàn đã lưu lại một cái rãnh thật sâu. Oanh! Tiêu Viêm hung hăng đánh một quyền xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu tầm một trượng mới ổn định lại thân thể. Hắn hơi nghiêng đầu thì thấy chỉ cách luồng tuyến kia ước chừng 3 thước. Lại lần nữa chật vật tiếp xúc, nhưng vẻ cuồng nhiệt trong mắt của Tiêu Viêm lại càng ngày càng nóng rực. Hắn nhìn chằm chằm Tào Dĩnh cười nói, đến tiếp đi. Sắc mặt Tào Chỉnh hơi đổi, hít sâu một hơi, tay phải đang bảo trì thủ ấn vào giờ khắc này chợt chậm rãi biến đổi. Sau đó một đạo linh hồn lực kinh hà đào hải lãng, cường hãn gấp mấy lần lúc trước trong chưởng tâm phát ra như gió bão, mang theo tiếng long ngâm kinh thiên, đột ngột trào dâng bên trong đại điện. Lúc chưởng ấn từ trong lòng bàn tay Tào Chỉnh mang theo linh hồn gió lốc lướt ra thì đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên mở to, quyền biến chưởng, chưởng biến ấn.
Liền sau khi Tử Ấn cực kỳ trúc trắc được Tiêu Viêm thi triển, linh hồn lực bàn bạc quanh thân hắn cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ theo một quy tích đặc thù. Nhìn Tử Ấn trúc trắc của Tiêu Viêm, đồng tử Tào Dĩnh bỗng dưng là co rụt lại, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lần đầu đã xuất hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tử Ấn trúc trắc kia của Tiêu Viêm cư nhiên hoàn toàn giống với Tử Ấn nàng từng thi triển lúc trước. Thủ ấn của Tiêu Viêm tuy vụng về và chậm chạp cứ như là người mới học ít kết ấn vậy, nhưng sau khi kết động thủ ấn thì linh hồn lực hùng hậu khắp toàn thân lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt thì một linh hồn chưởng ấn vô hình đã xuất hiện trong lòng bàn tay, chẳng qua chưởng ấn này nhìn qua có hơi mờ ảo hơn so với khi Tào Dĩnh thi triển. Ánh mắt Tào Dĩnh nhìn thủ ấn của Tiêu Viêm mà trong lòng khiếp sợ, nàng chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm lại có thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nhớ rõ thủ ấn của mình. Dĩ nhiên, điều làm nàng khó tin nhất không chỉ là việc Tiêu Viêm có thể nhớ rõ cách thức thi triển thủ ấn, mà còn là việc hắn có thể thi triển cho nó. Nhớ ngày đó, khi lần đầu Tào Dĩnh tiếp xúc với hồn kỹ thì cũng phải tu luyện hồi lâu mới có thể tự tình, lĩnh ngộ được cách phối hợp giữa linh hồn lực cùng kết ấn. Nhưng hiện giờ, Tiêu Viêm chỉ sau khi nhìn thấy, mắt mấy phút ngắn ngủi đã làm được. Việc như thế này, cho dù nàng là người thường được mọi người gọi là thiên tài biến thái, cũng không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là ý nói là thiên phú của Tiêu Viêm hơn xa Tào Dĩnh. Dù sau khi trải qua mấy năm lịch lãm thì khả năng khống chế linh hồn lực của Tiêu Viêm đã sớm đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, mà linh hồn tụ ấn do Tào Dĩnh thi triển cũng không phải là hồn kỹ quá mức cao cấp. Cho nên chỉ cần Tiêu Viêm nắm vững được nguyên lý cơ bản, trong đó thì việc này cũng không khó hiểu. Cơ sở của Tiêu Viêm vốn đã vô cùng vững chắc, chỉ cần cho hắn nắm vững nguyên lý thì việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Mà cũng phải nói, do Tào Dĩnh không biết chuyện này cho nên sau khi nhìn thấy cảnh ấy mới rung động như vậy. Cơn lốc linh hồn khổng lồ đã càng ngày càng tiến tới gần trong mắt Tiêu Viêm, mà theo việc uy áp của cơn lốc linh hồn càng lớn thì thủ ấn vốn vụng về của Tiêu Viêm cũng biến đổi. Từ từ trở nên thành thục, 10 đầu ngón tay biến ảo trên không tạo cho người xem cảm giác trôi chảy, hòa hợp. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào cơn lốc linh hồn đang tiến tới. Trong lúc đó, biến ảo thủ ấn đột nhiên ngưng tụ, rồi một tiếng quát trầm thấp vang lên. Lạc! Tiếng quát như sấm động, còn bàn tay Tiêu Viêm vẫn duy trì một thủ thế kỳ dị, sau đó đẩy mạnh thật mạnh ra. Một chưởng đánh ra tạo nên tiếng gió gào thét chói tai bên trong đại điện. Chưởng ấn vô hình mang theo linh hồn lực hùng hậu, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, va chạm trực tiếp với cơn lốc linh hồn. Hai người vừa giao thủ thì đã tạo nên một tiếng nổ kinh người, linh hồn của không ít người lúc này đều cảm thấy đau đớn. Xoạt, xoạt, gần sóng linh hồn vô hình lướt ra xung quanh từ chỗ va chạm. Quảng trường rộng rãi vốn làm bằng đá phiến lúc này đã bị chấn lại thành bột cát. Các bụi tung bay che lấp không ít cảnh vật bên trong đại điện. Sự ảnh hưởng của dư âm cuộc va chạm kéo dài gần một phút đồng hồ, sau mới từ từ tiêu tán. Lúc này đây chỉ còn vài bóng người có thể chật vật đứng dậy, nhưng sau đó thì vô số ánh mắt lại hướng về phía quảng trường vốn đã bị phá tan. Trên sân rộng, bụi mù dần dần tan đi, mà tình hình bên trong cũng từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn chưa tới một thước mà trước mặt hắn lại xuất hiện vô số lỗ sâu đến không thấy đáy. Chưa hết, lúc này thì hai tay áo của hắn cũng đã rách bươm. Bộ dáng lúc này quả thật hơi chật vật. Đối diện Tiêu Viêm và chục trượng là Tào Dĩnh, trong phạm vi ba thước quanh nàng thì cả sàn nhà hầu như đều nguyên vẹn, mà ngay cả quần áo trên người nàng cũng còn hoàn hảo sạch sẽ như lúc đầu. Nhưng sắc mặt lúc này của nàng lại vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm. Xem bộ dáng hai người như vậy thì rõ ràng Tiêu Viêm đã ở vào thế hạ phong. Thịnh trưởng lão sớm đã lui ra xa, còn nhìn thấy hai người đấu xong thì mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó nhanh nhẹn lướt đến, ánh mắt hắn vừa liếc nhìn chung quanh thì không khỏi cười khổ lắc đầu. Hai người này quả nhiên là đồ điên à. Tam trưởng đã xong, ngươi thắng. Tào Dĩnh khẽ hít một hơi rồi duyên dáng đứng dậy, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng khẽ mỉm cười rồi đứng dậy, vừa hay lộ ra một đoạn dây hồng phía sau. Hắn đã tiếp xong tam chưởng của Tào Dĩnh, hơn nữa còn chưa bị chấn bay ra khỏi vòng, thì giữa thất quy củ, hắn đã thắng cuộc tỷ thí này. Lời này của Tào Dĩnh vừa dứt thì bên trong đại điện đều bàng hoàng, còn sắc mặt của mọi người trong Tào gia thì khẽ đơ lại. Bọn họ không bao giờ ngờ tới việc Tào Dĩnh là có thể thất bại trong cuộc thi này. Tình hỗn đản này đúng là hảo vận khí. Sắc mặt Tào Đan xanh mét, thấp giọng mắng. Tiêu Viêm không phải là nhân vật tầm thường, bên trong Tào gia, ngoại trừ Tào Dĩnh ra thì sợ rằng khó có người trẻ tuổi nào có thể so sánh với hắn. Tào Hưu thản nhiên nói. Đây chỉ là giao thủ bước đầu mà thôi, nếu gặp lại tại đăng hội, Tiêu Viêm chưa chắc đã có thể thắng được Tào Dĩnh. Nghe được lời nói của Tào Hưu thì sắc mặt của Tào Đan lúc này càng tối lại, hắn đã từng giao thủ với Tiêu Viêm. Lúc trước tuy hắn cũng nói mạnh mồm như thế, nhưng hiện giờ hắn tuyệt đối không đạt được tới trình độ này.
Hiển nhiên, đối phương đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi vừa qua, nhưng tốc độ tiến bộ này cũng thật sự là quá mức kinh người rồi. Sự im lặng trong đại điện kéo dài một hồi lâu rốt cuộc cũng đã phá vỡ bởi từng tràng cảm thán hoặc sợ hãi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tào Dĩnh bại trong tay một thanh niên cùng lứa tuổi. Danh tiếng của Tào Dĩnh tại Đan Vực thật sự là quá mức vang dội. Yêu nữ với thực lực kinh người, câu nói đó không có nửa phần phóng đại. Nhìn khắp Đan Vực, quả thực rất khó tìm được vài người cùng lứa tuổi có thể so sánh với nàng. Tại chỗ ngồi Diệp Gia, khuôn mặt của Diệp Trọng cùng Hân Lam đang kích động xen lẫn sợ hãi bởi chiến tích của Tiêu Viêm. Trong cuộc khảo hạch này, Tiêu Viêm đã tặng cho họ một bài thi hoàn mỹ đến mức chính cả họ cũng không thể tin được. Đứng đầu trong ba hạng, thành tích cỡ này sợ rằng chỉ có Diệp Gia trong lúc đỉnh phong mới có thể so sánh được. Diệp Gia, được cứu rồi! Nhìn vẻ mặt kích động của hai người, Tiểu Y Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả cũng khẽ cười, bất chợt đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn về bóng dáng gầy gò trong sân kia. Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng làm cho người khác thất vọng. Cho dù đối thủ là ai thì hắn thủy chung chưa bao giờ đánh mất niềm tin. Mà cũng nhờ vào sự tự tin, tin tưởng bồng bột này mới làm cho hắn trở nên cuốn hút người khác đến vậy. Còn người tốt nhất hãy tin tưởng vào chính mình, chỉ như vậy họ mới có thể thành công được. Đa tạ Tào Dĩnh tiểu thư. Thật lòng mà nói, nếu như phải tiếp thêm một chiêu nữa thì chắc ta đã không cầm cự được rồi. Tiêu Viêm đứng ở giữa sân, tùy ý xé rách đoạn tay áo đã nát bươm ra, rồi chắp tay về phía Tào Dĩnh, cười nói. Ngươi còn muốn học trộm linh hồn thủ ấn của ta sao? Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm tiêu sái như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Tào Dĩnh nhướng lên, khẽ cười nhưng không cười hỏi. Nghe được Tào Dĩnh nói thẳng ra như vậy, Tiêu Viêm không tránh khỏi hơi xấu hổ. Linh hồn thủ ấn vốn không hề khó, chắc hẳn là cũng không phải là một hồn kỹ cao cấp gì, nhưng đối với người chưa bao giờ tu hành hồn kỹ như hắn thì nó quả thật là một loại trân bảo khó tìm. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của Tiêu Viêm, Tào Dĩnh vừa che miệng cười, vừa nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn, đôi mắt kiêu sa như làn thu thủy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Viêm, cười tinh quái nói. Nếu Tiêu Viêm tiên sinh có thời gian thì chúng ta có thể tiếp tục việc lén trao đổi này. Ta cũng có một chút hồn kỹ phối hợp, chỉ xem tiên sinh có bản lãnh học trộm hay không thôi. Hương thơm nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hắn, Tiêu Viêm nhìn hai gò má xinh đẹp đang kéo cận mình trong gang tấc mà trong lòng lại thầm cảnh giác. Tuy thế trên mặt vẫn tỉnh bơ, cười đáp lễ. Nếu có thời gian thì chắc chắn phải tìm Tào Dĩnh tiểu thư tán dóc một hồi rồi. Tuy nói lần giao thủ này hắn xem như là may mắn thắng lợi, nhưng Tiêu Viêm hiểu được cuộc tỷ thí này đối với bậc yêu nữ như Tào Dĩnh bất quá chỉ là một bài tập thể dục mà thôi. Qua lần giao thủ này thì hắn mới biết Tào gia yêu nữ quả thật là không phải là nhân vật tầm thường. Đan hội lần này nàng tuyệt đối có đủ thực lực để tranh đoạt ba vị trí đứng đầu, bởi hắn có thể cảm giác được từ đầu đến giờ Tào Dĩnh vẫn chưa hề xuất toàn lực. Mà lần này hắn có thể học trộm linh hồn thủ ấn do Tào Dĩnh thi triển, hoàn toàn nhờ vào vài phần may mắn. Hơn nữa Tào Dĩnh cũng tuyệt không có làm theo lời nói của nàng, đó là đem hồn kỹ năng tu luyện được cho hắn học trộm. Còn với xe đổ lần này thì ngày sau khi giao thủ cùng Tiêu Viêm, nàng tất nhiên sẽ không để cho việc này phát sinh. Cho nên cái gọi là lén trao đổi gì đó cũng chỉ là có thể mơ trong lòng mà thôi. Dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm thì có đến là 8-9 phần yêu nữ này cảm thấy ấm ức, cho nên mới nhân cơ hội chọc tức hắn thôi. Nhìn thấy bất kỳ vấn đề hiểm hóc nào đưa ra cũng đều bị Tiêu Viêm khéo léo giải quyết, nhưng Tào Dĩnh thì không để ý lắm. Trải qua lần tiếp xúc này thì nàng cũng hiểu thêm một chút về thực lực thật sự của Tiêu Viêm. Nàng hiểu người đàn ông trước mặt này sẽ không dễ dàng quỳ gối trước đôi chân của nàng giống như nam tử khác. Bất quá nếu như vậy thì mới hấp dẫn chứ, không phải sao? Đan hội sắp cử hành rồi, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại người ở đan hội. Ta biết rằng lúc trước người cũng lưu thủ. Khẽ lướt đôi mắt xinh đẹp về phía Tiêu Viêm, khóe môi Tào Dĩnh khẽ hé mở tạo thành một nụ cười tinh quái. Nàng xoay người bước ra ngoài đại điện, lưu lại trong mắt Tiêu Viêm một bóng dáng tuyệt mỹ, lười nhác nhưng lại vô cùng cao ngạo. Nhìn bóng dáng tuyệt mỹ đó rời xa, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi. Nữ nhân này khó đối phó. Bên trong đại điện, mọi người đưa mắt nhìn Tào Dĩnh dẫn người của Tào gia đi ra cửa điện, đều liếc nhau âm thầm thở dài. Không ai có thể nghĩ đến năm nay trong ngũ đại gia tộc tự nhiên xông ra một chú ngựa ô mà ngay cả Tào Dĩnh cũng không áp chế được. Khảo hạch kết thúc, những người muốn lưu lại cũng không nhiều, vì thế liên tục xoay người rời đi. Một số thế lực trước có giao tình cùng với Diệp gia giờ phút này cũng bắt đầu bắt chuyện hàn huyên với Diệp Trọng. Diệp gia tuy đã suy kiệt nhưng dù sao vẫn là một trong ngũ đại gia tộc. Sau này cũng sẽ có một người làm trưởng lão ở Đan Tháp. Tuy địa vị có lẽ còn kém hơn so với Tào gia, nhưng các thế lực bình thường khó có thể sánh được. Đối với sự niềm nở của những người này, Diệp Trọng cũng tươi cười đáp lễ. Tuy giờ này Diệp gia xuống dốc nhưng bọn họ cũng không quá kiêu ngạo mà lên mặt. Trải qua thời gian xuống dốc không phanh, Diệp Trọng biết rõ phải làm thế nào để có lợi cho tương lai Diệp gia. Tiêu Viêm tùy ý thay một bộ quần áo khác, lúc này mới chậm rãi đi về ghế của Diệp gia hướng về phía đám người Diệp Trọng cười cười.
Tiêu Viêm đại ca, huynh không sao chứ? Thấy Tiêu Viêm đi tới, Hân Lam liền vội vàng hỏi. Tiêu Viêm cười khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện thì ánh mắt lại chuyển. Chỉ thấy đoàn người Đan gia đang ở bên dưới dẫn người đi tới. Diệp Trọng trưởng lão. Đan Hiên trước chắp tay với Diệp Trọng, sau đó ánh mắt chuyển về phía Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Haha, Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng mà nghĩ tới ngay cả Tào Dĩnh cũng không thắng được người. Đối với Đan Hiên, Tiêu Viêm vẫn có một chút hảo cảm. Nàng giống như Tào Hưu, đều thuộc loại thua không dám oán người, lại càng không giống như Bạch Ưng. Bởi vậy, nhìn thấy nàng chủ động đến chúc mừng, Tiêu Viêm cũng cười nói. Khiến cô chê cười rồi, nàng ta cũng chưa xuất ra toàn lực, nên không nếu không, ta cũng không biết đối phó thế nào. Đang nói chuyện, Tiêu Viêm nhìn không được chuyển mắt đến thiếu nữ phía sau kia. Lúc này cô bé ấy cũng tò mò nhìn lại hắn, thấy ánh mắt hắn lướt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng lên. Giống như chim non rụt cổ về, tránh phía sau Đan Hiên. Haha, đây là biểu muội của ta là Đan Thần, nàng xưa nay không thích gặp người lạ. Đan Hiên có chút áy náy nói. Tiêu Viêm cười lắc đầu, hắn đã cùng với thiếu nữ này tiếp xúc qua, biết nàng có một bí mật quỷ dị. Hơn nữa lúc trước Tào Dĩnh cũng coi trọng trình độ của nàng, rõ ràng cô bé này thâm tàng bất lộ. Chẳng qua làm cho hắn kinh ngạc là hắn mặc nhiên không cảm thấy một chút dao động linh hồn nào của Đan Thần. Tiêu Viêm tiên sinh, ngày sau có rảnh rỗi có thể tới Thánh Đan Thành trong nội vực Đan Viện, đến lúc đó sẽ chè chén một phen. Giờ phút này đại điện giống như một mảnh hỗn độn. Đan Hiên cũng không nán lại, nói chuyện phiếm cùng Tiêu Viêm vài câu liền chắp tay cáo từ mà đi. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đoàn người Đan Hiên rời khỏi, lúc này mới quay đầu về phía đám người Trọng Diệp nhún vai. Đây là chỗ tốt của thực lực dễ được người khác coi trọng. Nếu vận hành xong rồi chúng ta cũng đi thôi. Ế oải dưới lưng, Tiêu Viêm cười nói, đợi một chút. Tiêu Viêm vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên ở sau lưng hắn. Hắn có chút nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Thịnh Trường Lão nở nụ cười bước nhanh đến. Thịnh Trường Lão, có chuyện gì sao? Đối với Thịnh Trường Lão, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, lập tức cười nói. Thịnh Trường Lão cười cười, vuốt nhẹ chòm râu, nhìn về phía Diệp Trọng thở dài. Diệp Trọng, trước tiên chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng bảo tồn được danh tiếng một trong ngũ đại gia tộc. Điều này cũng là một phần đại ân của Thịnh Trường Lão, Diệp gia sẽ nhớ kỹ trong lòng. Diệp Trọng cười khổ rồi đáp. Thịnh Trường Lão phất tay áo, nhìn Tiêu Viêm cười nói. Nhưng mà lần này Diệp gia cũng tìm được người giúp đỡ rất giỏi, người gọi là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu cười. Ta cũng nghe nói qua chuyện của ngươi ở băng hà cốc, Dực Trần là sư phụ của ngươi sao? Thịnh Trường Lão mỉm cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ánh mắt hơi run, còn không đợi hắn nói, Thịnh Trường Lão liền phất tay nói. Không cần khẩn trương, lão phu năm đó cũng được Dực Trần tiên sinh chỉ điểm ít nhiều. Trong lòng được buông lỏng, Tiêu Viêm chần chờ một lúc cũng không giấu giếm nữa, chậm rãi gật đầu. Hay, lão gia thật có mắt nhìn người, thật là làm cho người ta hâm mộ. Thịnh Trường Lão thở dài một tiếng, trong lời nói không che giấu được sự hâm mộ. Đối với lời này, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười. Người lần này tới Đan Vực cũng là do Đan Hội mà đến hả? Thịnh Trường Lão đột nhiên nói, đối với việc này, Tiêu Viêm cũng không có gì muốn che giấu, liền gật đầu. Thời gian đến Đan Hội cũng không còn nhiều, nhưng mà trước hết ta nghĩ ngươi nên theo ta đến Đan Tháp một lần, có lẽ sẽ có chút trợ giúp với ngươi. Thịnh Trường Lão vuốt vuốt chòm râu nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, có chút chần chờ hỏi lại, đến Đan Tháp sao? Đối với Đan Tháp, Tiêu Viêm luôn mang một sự kiên kỵ lẫn kính sợ mơ hồ. Nơi này có thể nổi danh cùng hồn điện thì chắc chắn thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Ta nghĩ hội trưởng có thể có hứng thú với ngươi, gặp bọn họ đối với ngươi không có chỗ nào bất lợi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngần ngại, Thịnh Trường Lão trịnh trọng nói, hội trưởng. Trong lòng Tiêu Viêm chợt động, có thể làm cho một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp xưng hô như vậy, ngoại trừ ba vị thần long thấy đầu không thấy đuôi ở Đan Tháp kia, còn có thể là ai? Ta xem ngươi tự hồ có hứng thú với hồn thủ ấn của Tào Dĩnh. Hồn thủ ấn của nàng luyện được ở Đan Tháp. Thịnh Trường Lão cười nói trong giọng nói mang đầy dụ hoặc. Lão dụ dỗ không phải là không có hiệu quả. Tiêu Viêm trước tiên là nhìn Thịnh Trường Lão, trầm ngâm một lát rồi là rút cục, chậm rãi gật đầu. Lấy thực lực và địa vị của Đan Tháp, nếu muốn gây bất lợi với hắn cũng không cần dùng thủ đoạn gì. Vậy vậy đáp ứng cũng không sao. Haha, việc này đã định rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến đón người đi Đan Tháp. Thấy thế Thịnh Trường Lão vừa cười vừa nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, tiếp tục tán gẫu cùng Thịnh Trường Lão một hồi rồi mới cùng với đám người Diệp Trọng rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm đi xa, nụ cười trên mặt của Thịnh Trường Lão chậm rãi thu liễm, lẩm bẩm nói. Nghe nói lần này hồn điện cũng phái người tham gia đăng hội, tam thiên diễm viêm hỏa không thể rơi vào tay bọn họ, chỉ có thể tận lực tìm kiếm người có thể tin tưởng và có thực lực hơn họ được cùng tranh đoạt vậy. Khảo hạch của ngũ đại gia tộc tại Thánh Đan Thành là sự kiện không nhỏ, thế lực khắp nơi được chú ý, bởi vậy khảo hạch qua không lâu, đủ mọi tin tức trong đại điện giống như là mọc cánh bay đi khắp nơi.
Diệp Gia đạt được danh ngạch đứng đầu khảo hạch, tin tức này đối với một số người và các thế lực xem Diệp Gia là trò cười, không nghi ngờ là một quả bom hạng nặng. Hiện giờ có rất nhiều người đoán Diệp Gia không còn tư cách bảo trụ một vị trí trong ngũ đại gia tộc. Nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát khi tin tức truyền ra, liền giống như là bị tát một cái thật đau, thật khiến cho người ta khó tin nổi. Mà theo tin tức lan ra dần sáng tỏ, một số người đã hiểu rõ nguyên nhân. Duyên cớ tất cả là chuyện này đều là bởi vì một gã trẻ tuổi gọi là Tiêu Viêm. Vì thế, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Viêm liền trở thành đề tài nóng bỏng tại Thánh Đan Thành. Đối với việc một hắc mã như hắn lại có thể so sánh với Tào Dĩnh khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú. Thế giới bên ngoài ồn ào, huyên náo, còn Tiêu Viêm ở Diệp Viện im lặng nghiên cứu, tập luyện hồn thủ ấn học trộm của Tào Dĩnh, thời gian tu luyện chậm rãi trôi qua. Thời gian trôi qua, ngày đăng hội bắt đầu càng ngày càng đến gần, nhà số người đến Đan Thành càng khủng bố. Hầu như chỗ nào cũng có người, một số khách điếm trong Thánh Đan Thành đều chật ních. Thánh Đan Thành trở thành địa phương được vô số ánh mắt ở Trung Châu nhìn về. Sau trong Diệp Viện, trong một căn phòng u tĩnh, Tiêu Viêm hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng trên ghế đá, hai tay thông thả kết lên từng thủ ấn huyền dị. Nếu nhìn cẩn thận sẽ nhận ra đó là thủ ấn học trộm của Tào Dĩnh, hồn thủ ấn. Hiện giờ, Tiêu Viêm thi triển thủ ấn đã thông dong hơn, không còn cảm giác trúc trắc như trước. Nương theo việc thay đổi vị trí thủ ấn lực lượng linh hồn ở mi tâm, căn bản không cần khống chế, liền tự động tràn ngập ra. Theo quỹ tích lượng lờ phía trên thủ ấn, thủ ấn biến hóa kéo dài ước chừng hơn 10 phút mới chậm rãi tạm dừng. Hai mắt Tiêu Viêm cũng từ từ mở, một ngụm trọc khí từ miệng nhẹ nhàng phun ra. Trọc khí ly thể, Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào hư không, thản nhiên nói: "Nếu người đã đến thì cần gì phải ẩn núp? Không hổ là đệ tử của lão gia hỏa Dược Trần, cảm giác không tệ." Tiêu Viêm vừa dứt lời, chỗ hư không nhất thời bao dao động. Một bóng người toàn thân bao bọc hắc bào chậm rãi xuất hiện ở chỗ không gian vặn vẹo. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm người khác không mời. Từ trên người đối phương, hắn cảm giác có mùi quen thuộc. "Ngươi là người của Hồn Điện." Tiêu Viêm ngữ khí lạnh như băng, điềm nhiên nói: "Ha ha, nghe nói cốt linh lạnh hỏa của Dược Trần ở trên người ngươi, cho nên tao mới tới mượn." Nhân ảnh hắc bào nhẹ giọng nói, mà theo thanh âm hạ xuống, một luồng hỏa diễm màu xanh đậm đột nhiên từ trong cơ thể bốc ra. Tiêu Viêm nhìn cổ lam sắc hỏa diễm thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Hải tâm diễm. Thần lam hỏa diễm nhìn qua cực kỳ huyền dị, tạo thành những đốm lửa xanh thẫm bập bùng như những con sóng nhẹ nhẹ lan tỏa. Lúc thần lam hỏa diễm vừa xuất hiện thì lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dao động kịch liệt. Loại dao động này hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì mỗi khi dị hỏa gặp dị hỏa thì sẽ xuất hiện loại dao động đặc thù. Hơn nữa, thần lam hỏa diễm này Tiêu Viêm cũng không lạ gì, hắn đã từng gặp qua trên người Hàng Phong. Hải tâm diễm bài danh thứ 15 trên dị hỏa bảng. Tiêu Viêm nhìn chăm chăm hắc bào nhân, một lát sau thanh âm có chút trầm thấp nói: "Đây là hải tâm diễm của Hàng Phong. Lúc trước Hàng Phong được người Hồn Điện cứu đi, khi xuất hiện lại thì đã mất đi hải tâm diễm. Theo như lời hắn nói là bị Hồn Điện lấy đi, mà giờ đây xuất hiện trên người của Hồn Điện. Như vậy hiển nhiên đây là dị hỏa hải tâm diễm mà Hàng Phong đã mất." "Ha ha, nhãn lực không tồi." Hắc Bảo Nhân cũng không phủ nhận, cười nhạt, ánh mắt âm u nhìn Tiêu Viêm như muốn đốt cháy hắn, nói: "Ta biết trong cơ thể ngươi không chỉ có một loại dị hỏa, chuyến này tìm ngươi không phải bắt ngươi về Hồn Điện, đó là chuyện của người khác. Mục đích của ta là công pháp mà ngươi tu luyện, chính là công pháp có thể dung hợp các loại dị hỏa." Cảm thụ về ánh mắt nóng rực của Hắc Bảo Nhân, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cỗ sát khí khó có thể áp chế. Phong quyết là bí mật lớn nhất của hắn, ai dám ý đồ với nó ắt phải giết. "Nơi này là Thánh Đan Thành, tay chân Hồn Điện vừa cũng xa nhỉ?" Tiêu Viêm cười lạnh, phát động đấu khí giống như là hồng thủy gào thét, toàn thân ở vào trạng thái cảnh giác cao độ. Hắc bào nhân trước mặt có thể lặng yên, không một tiếng động xuất hiện thì thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Ít nhất trên người hắn, Tiêu Viêm cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm, không thể không thận trọng đối đãi. "Công phu tu luyện vốn ta lấy được đầu tiên, chẳng qua sau khi bị lão gia hỏa Dược Trần thi triển thủ đoạn âm thầm cướp đoạt mất, hiện giờ ta chỉ đến thu hồi vật vốn thuộc về ta mà thôi." Hắc Bảo Nhân nhẹ giọng cười, khẽ ngẩng đầu, nhờ vào ánh trăng trên bầu trời, Tiêu Viêm phần nào thấy được diện mục của hắn. Nghe vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm nhất thời ngưng trọng, phần quyết, hắn biết dược lão ban đầu tìm được ở một di tích cổ, hơn nữa nghe nói di tích đó trước kia hấp dẫn không ít cường giả. Tuy hắn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng mà có thể đoán được, lúc trước trong di tích đó tất nhiên là bùng nổ một trận đại chiến thảm thiết. "Ta biết nơi này còn có hai vị đấu tôn, chẳng qua tiểu viện này đã bị ta thi triển linh hồn kết kính, bọn họ nhất thời cũng không phát hiện ra được." Tuy áo hắc bào nhân khẽ động, một bàn tay khô héo chỉ có da bọc xương chậm rãi từ trong đó thò ra. Bàn tay nắm chặt, một đàm lam sắc hỏa diễm như quả cầu nước, tấp tốc ngưng tụ lại. "Giao công pháp ra, ta tha cho ngươi một mạng."
Tư Viêm cười lạnh, trên mặt bàn quang mang chợt lóe, trên vách tường tiểu viện chợt hắt bóng một ngọn hỏa diễm xanh biếc đang bập bùng cháy, hùng hăng oanh kích trên bức tường linh hồn vô hình. Ùn ùn, thanh âm trầm thấp vang lên, một quyền của Tư Viêm không thể đánh tan được bức tường vô hình, chỉ khiến nó nổi lên mấy gợn sóng nhỏ mà thôi. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ mình là Dược Trần sao? Nhìn thấy cử động của Tư Viêm, thanh âm hắc bào nhân trở nên lạnh lẽo, tay áo tùy ý vung lên, thầm lam hỏa diễm trong tay như chớp ngưng tụ thành một hỏa thương màu lam, hóa thành lam ảnh xé rách hư không, mang theo kinh khí sắc bén, bắn thẳng đến Tư Viêm. Sắc mặt Tư Viêm băng lãnh, thân hình rung lên, đồng thời tiếng sấm rền vang, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tránh khỏi công kích của hỏa thương màu lam. Phược Hải Võng nhìn thấy thân hình của Tiêu Viêm biến mất, hắc bào nhân vỗ mạnh vào hư không một trảo, chỉ nghe suy suy, từng đạo hỏa diễm màu xanh đậm từ năm ngón tay dữ dội bắn ra, nhanh chóng giao thành một tấm lưới lửa, phóng tới bao bọc phiến hư không kia. Suy, ngọn lửa lao đến, Tiêu Viêm cầm trọng xích được bao bọc trong hỏa diễm xanh biếc, xoay mình phá không mà ra, chợt mạnh mẽ bổ xuống phía bên dưới lửa màu xanh đậm. Rét, rét. Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cùng Hải Tâm Diễm va chạm một cái, nhất thời phát ra tiếng vang suy suy, hai loại dị hỏa bắt đầu điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Phá! Nhìn vị trí của hai ngọn lửa ăn mòn, ánh mắt của Tiêu Viêm chợt lạnh lẽo, hỏa diễm màu xanh biếc đột nhiên dữ dội tuôn ra, điên cuồng nhảy múa sinh sôi, xé rách lưới lửa màu xanh đậm. Sau khi xé rách lưới lửa, thân hình của Tiêu Viêm chợt lui, mà lúc hắn lui lại trên ngọn lửa xanh biếc, bàn tay tách làm hai, hóa thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó lại dung hợp ngắn ngủi mấy hơi thở, một đóa hỏa liên xanh biếc xuất hiện. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hôm nay, dung hợp hỏa liên cũng đã đạt đến trình độ hạ bút thành văn. Hỏa liên hình thành Tiêu Viêm cầm ngón tay búng ra, mang theo một đôi hỏa diễm xinh đẹp mạnh mẽ lướt tới hắc bào nhân. Hỏa liên lao phút đi, thì Tiêu Viêm tiếp tục vung tay lên, Địa Yêu Khôi liền hiện ra. Theo ngón tay Tiêu Viêm chỉ, liền hung hãn nhằm về phía hắc bào nhân, đồng thời thân hình một lần nữa lùi lại, chắn ở chỗ bức tường vô hình kia. Hai nắm đấm như mưa cấp tốc đánh vào một chỗ, làm cho linh hồn kết kính không ngừng dao động. Đấu kỹ rất hay, tuy nhiên, có thể dung hợp dị hỏa, xem ra công pháp kia mang đến cho người không ít ưu đãi. Hắc bào nhân cười lạnh, làm sắc hỏa diễm dính trên 10 ngón, cấp tốc điểm hư không trước mặt. Một đoàn lam sắc hỏa diễm ngưng tụ lại thành hình cầu, sau đó hỏa cầu nứt ra một khe hở trực tiếp nuốt hỏa liên xanh biếc vào bên trong. Hỏa cầu màu xanh đậm mới đem hỏa liên xanh biếc nuốt vào, một luồng năng lượng cường hãn nổ mạnh trào dâng mà hỏa cầu cũng trực tiếp nổ tung. Hỏa diễm xanh biếc tán loạn mọi nơi, làm cho tiểu viện nổ tung hóa thành một đống hỗn độn. Hỏa diễm xanh biếc tới gần hắc bào nhân thì bị hải tâm diễm tự động phản kích bắn ngược trở lại. Vật nổ hỏa liên không thể tạo thành thương tổn cho hắc bào nhân, bởi vậy có thể thấy được thực lực khủng bố của hắn. Sau khi chống đỡ thế công của hỏa liên, đôi tay hắc bào nhân búng ra liên tục, mười mấy đạo hỏa tuyến xanh đậm từ đầu ngón tay dữ dội lướt ra, sau đó lướt đến Địa Yêu Khôi, hóa thành lưới vây chặt nó, tùy ý để cho nó dễ dụ nhưng mà không thể chặt đứt hỏa tuyến quấn quanh người. Bằng vào thực lực của ngươi còn chưa đủ để mà phá rách lá chắn linh hồn của ta. Dễ dàng giải quyết hỏa liên cùng Địa Yêu Khôi, ánh mắt của hắc bào nhân hờ hững nhìn Tiêu Viêm đang mạnh mẽ công kích linh hồn lá chắn, thản nhiên nói. Một quyền Tiêu Viêm hung hăng đập mạnh vào lá chắn, gợn sóng cấp tốc khuếch tán, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nghĩ không tới hắc bào nhân này là mạnh như vậy, dựa theo suy đoán của hắn, thực lực người này ít nhất đã đạt đến là tam tinh, thậm chí là tứ tinh đấu tôn. Chẳng qua dù sắc mặt có chút khó nhìn, nhưng Tiêu Viêm chưa đến mức khốn đốn. Hắc bào nhân này tuy mạnh nhưng mà hắn cũng không giống như là quả hồng mềm có thể để cho người khác tùy ý nắn bóp. Thời gian của ta không nhiều lắm, nếu người cứ tiếp tục ngu xuẩn thì đừng trách ta hạ sát thủ. Ánh mắt của hắc bào nhân đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chờ cước bộ khẽ đạp hư không, chậm rãi mà đi đến trước mặt hắn. Nơi này là Thánh Đan Thành nên hắn cũng không thể hành động quá mức, nếu bị đám người Đan Tháp phát hiện ra tất nhiên sẽ có một chút rắc rối. Nhìn hắc bào nhân chậm rãi đi đến, sắc mặt của Tiêu Viêm càng thêm băng hàn, còng ngón tay búng ra, một luồng hỏa diễm xanh biếc xuất hiện trên người Địa Yêu Khôi. Đánh tan hỏa tuyến kia giải vây cho nó, ngay lập tức là thân hình của nó vô động, liền lướt tới trước mặt Tiêu Viêm, như thiết giáp đứng sừng sừng ở trước người. Giải cứu Địa Yêu Khôi thành công, miệng Tiêu Viêm hơi hé, phun ra hỏa diễm xanh biếc, sau đó phân thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng với Vẫn Lạc Tâm Viêm, một ngón tay chạm vào nạp giới, lấy cốt linh lạnh hỏa ra. Ha ha, ba loại dị hỏa, không tệ không tệ, lời đồn đại quả như là thật, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ đây. Nhìn ba ngọn dị hỏa trước mặt Tiêu Viêm, hắc bào nhân hơi kinh hãi, chợt cười lớn, lòng bàn tay nắm chặt, làm sắc hỏa diễm từ trong lòng bàn tay bùng phát, khuếch tán toàn thân rồi bao bọc thân thể lại. Từ xa trông hắn giống như là một hỏa thần cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, hít sâu một hơi, một hỏa diễm màu xám trắng theo yết hầu chậm rãi trào ra. Hỏa sinh hỏa.
Nhìn thấy loại hỏa diễm trước mặt, trong mắt của Tư Viêm tràn ngập hàn ý, bàn tay phun lên, ánh mắt của Hắc Bào Nhân hiện lên tia kinh nghi, đem bốn loại hỏa diễm dung hợp lại với nhau. Người muốn chết. Nhìn thấy hành động điên cuồng của Tư Viêm, sắc mặt Hắc Bào Nhân hơi đổi, thân hình vừa động đã hóa thành một đạo hắc ảnh như chớp, lướt tới Tư Viêm. Hỏa diễm lâm sắc trong lòng bàn tay cấp tốc phun mạnh. Tốc độ Hắc Bào Nhân cực kỳ nhanh, giống như là dung hợp với không gian, vừa mới động đã hiện ra trước mặt Tư Viêm. Bàn tay liền xuất ra kinh khí sắc bén, hung hăng công kích vào thiên linh cái của hắn. Nhận thấy được thế công sắc bén của Hắc Bào Nhân, Tư Viêm vừa muốn thi triển Tam Thiên Lôi Động né tránh, một tiếng động vỡ tan rất nhỏ đột nhiên vang lên trong sân. Ánh mắt quét qua, phát hiện tấm chắn vô hình kia đột ngột là nổ tung thành vô số mảnh vỡ linh hồn nhỏ. Linh hồn chắn vỡ tan, một hơi thở mênh mông đột nhiên từ trên trời như sao trời quét xuống, thâm anh bình thản mà tang thương chậm rãi vang lên ở giữa không trung tiểu viện. Đàn tháp chúng ta không chấp nhận ngươi, hồn điện đến nơi này dương oai. Tại thời điểm thanh âm này vang lên, sắc mặt của Hắc Bào Nhân đột biến, ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thẳm, thanh âm khàn khàn nói: "Huyền Không Tử."